mẹ con sản phụ tại Quảng Bình tử vong khi chờ sinh ở bệnh viện. Sau khi mẹ con sản phụ tại Quảng Bình tử vong, gia đình đã làm đơn khiếu nại về quy trình khám và chữa bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Ngày 12 tháng 10, Thanh tra Sở Y tế cho biết, sau khi nhận được đơn khiếu nại của gia đình sản phụ Nguyễn Thị Hắc sinh năm 1988, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, đơn vị này đã tiến hành niêm phong toàn bộ hồ sơ vụ việc hai mẹ con sản phụ tại Quảng Bình tử vong vào ngày 10 tháng 10. Đơn khiếu nại ghi rõ vào 20 giờ ngày 9 tháng 10, bà Phan Thị Dậu sinh năm 1956, trú tại xã Hưng Trạch cùng con gái là sản phụ Nguyễn Thị Hắc nhập viện tại khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch để chờ sinh. Thời điểm nhập viện, tình trạng sức khỏe của sản phụ bình thường. Tuy nhiên, đến 5 giờ 45 ngày 10 tháng 10, bệnh viện thông báo bệnh nhân nguy kịch, cần chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, sản phụ Hắc được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thông báo với người nhà tình trạng thai chết 99%, thai phụ tiên lượng xấu, chỉ số sống thấp. Mặc dù các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu mổ lấy thai, nhưng thai nhi đã tử vong. Ekip phẫu thuật tiếp tục nỗ lực can thiệp nhưng vẫn không thể cứu sống sản phụ. Trong đơn, gia đình sản phụ cho rằng, việc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch thiếu tinh thần trách nhiệm đã phần nào dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ. Bác sĩ Võ Thị Lai, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, theo hồ sơ trực khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 10, đơn vị tiếp nhận sản phụ và một bác sĩ trong khoa là người trực và theo dõi các sản phụ trong đêm. Bác sĩ Lai chia sẻ, theo hồ sơ của bệnh án, khi tiếp nhận sản phụ Hắc sức khỏe bình thường, mạch và nhiệt độ bình thường, nước ối còn, sản phụ được theo dõi đúng quy trình chuyển dạ của Bộ Y tế, không có gì bất thường. Đến 3 giờ sáng ngày 10 tháng 10, sản phụ này có một số biểu hiện mệt mỏi. 5 giờ cùng ngày, ghi nhận sản phụ mệt mỏi, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt nên các bác sĩ tại khoa phụ sản nhận định tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Mai Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình thông tin, sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Sở đã giao cho Bộ phận Nghiệp vụ yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch gửi báo cáo từ khi sản phụ vào, quá trình theo dõi và chuyển viện. Hiện tại chúng tôi đã niêm phong toàn bộ hồ sơ, chờ người nhà an táng cho nạn nhân xong mới tiến hành giải quyết theo trình tự. Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cũng đã có gửi báo cáo cho Sở. Theo đó, sản phụ này sinh con thứ tư, việc cơ sở y tế này thiếu trách nhiệm hay không chưa khẳng định được. Vì bệnh nhân tử vong có thể do nhiều nguyên nhân, cũng có thể là bệnh lý, vị này cho biết thêm. Còn bà Phan Thị Dậu, mẹ của sản phụ cũng bày tỏ, gia đình mong muốn bệnh viện giải thích rõ nguyên nhân chết cả mẹ và con, mặc dù lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch đã tới nhà chia buồn và xin lỗi nhưng chưa giải thích rõ sự việc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.